Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan nhé. Hôm nay em lên hơi muộn một chút nha. Mong được sự ủng hộ của các bác nhé. Em lên cho các bác này. Cái này là hoàng lạp nha các bác nha. Cái này là hoàng lạp nha. Đấy. Một giọt thuần như thế này này. Các bác nha. Một giọt thuần như thế này. Em bán cho các bác nha với giá là 250.000 nha. 250.000 nha các bác nha. 250.000 nha. Cho giò số 1 nha. Số 2 này, cái này là sơn thủy tiên nha các bác nha. Cái này là sơn thủy tiên. Thuần hết rồi nha các bác nha. Thuần hết rồi. Giò này em để cho các bác với giá là 320.000 nha các bác nha. 320.000 này. Đó. Cho giò số 2 nha. Số 2 nha các bác nha. 320.000. Số 3 này. Cái này là cái gì nhỉ? Đen dô xuân nha các bác nha. Đen dô xuân nha. Hoa nở vào Tết nha. Đấy, đen dô xuân nha. Giò như thế này. Được mười mấy đầu luôn. 1, 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7 này, 8, 9, 10, 11 đầu nha. 11 thân hoa năm nay luôn nha các bác nha. Đấy. Giò như thế này em bán cho các bác với giá là 280.000 nha. 280.000 nha các bác nha. Cho giò số 3. Số 4. Giò số 4 nha. Giò này thì nó mập hơn nha các bác nha. Mập như ngón tay cái của em luôn này. Các bác này. Đấy. Mập như ngón tay cái, à ngón chân luôn nha. Ngón chân luôn nha. Giò này em bán cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha. Cho giò số 4. Số 5 này các bác này. Giò này thì to nữa nha. Giò này thì to nữa nha. Mà thân dài luôn. Đấy. Giò này em chia sẻ cho các bác với giá là 380.000 nha. 380.000 nha. Các bác nha. 380.000. Cho giò số 5. Số 6 à. Hoàng thảo kèn Lai Châu nhá. Một thân dài này là được 70 cm, gần 80 cm luôn nha các bác nha. Đấy. Một thân này được 20 cm nữa. Đấy. Hai thân nhá. Hai thân này nhá. Em bán cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha các bác nha. Đấy. 600.000 cho giò số 6. Số 7 này. Long tu xuân nha các bác nha. Long tu xuân nha. Đấy, một giò long tu xuân như thế này. Thân dài nhất của nó là được 60 cm. 60 cm luôn. Long tu xuân nha các bác nha. Em bán cho các bác với giá là 250.000 cho giò số 7 nha. Số 7 nha các bác nha. Hôm nay nó hơi nắng một chút nha, nên là nó hơi hơi tối. Đấy. 250.000 cho giò số 7 nha. Số 8 này. Số 8 nhá. Đấy. Một giò như thế này.
Em bán cho các bác này với giá là 500 nghìn nha. 500 nghìn nha, cho giò số 8 nha. 500 nghìn cho giò số 8. Số 9 nè. Số 9 nha các bác nha. Cây to đẹp nha. Cây to đẹp nha. Em bán cho các bác với giá là 600 nghìn nha. 600 nghìn nha các bác nha. 600 nghìn cho giò số 9 nha. Số 10 này em lên Hoàng Lạp nha. Hoàng Lạp nha các bác nha. Giò như thế này. Em bán cho các bác với giá là 300 nghìn nha. 300 nghìn nha. 300 nghìn nha. Cho giò số 10. Số 10 nha các bác nha. Số 11 này. Một cục nguyên bản chồn nha. Chồn nha các bác nha, có 5 cây. Có 5 cây. Nguyên bản từ rừng luôn. Em bán cho các bác với giá là 150 nghìn nha, 150 nghìn nha. Đấy. 5 cây như này, 150 nghìn. Cho giò số 11. Số 12 này. Số 12 nha. Cái này vẫn là nguyên bản nha, chồn nguyên bản nha. Em bán cho các bác với giá là 120 nghìn. Cho giò số 12. 120 nghìn nha. Cho giò số 12. Cả cái này nữa là 150 nghìn nha các bác nha. Cái này là môi tua nha, hoàng thảo môi tua nha. Một dè luôn này. Đấy. 150 nghìn nha, cả hai thứ nha. Thanh đạm sữa nha các bác nha. Hoa thì được bền lắm các bác ạ. Bền lắm. Hoa thơm nha. Hoa thơm nha các bác nha. Em còn một giò như thế này thôi. Vẫn còn nụ đây nha các bác nha. Nụ trắng trắng này. Đấy. Đây à, trên này vẫn còn nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 150 nghìn nha. Còn một giò duy nhất đây ạ. 150 nghìn. Cho giò số 13. Số 14 nè. Số 14 nha. Vẫn là long tu xuân nha. Cái này là long tu xuân nha. Em bán cho các bác với giá là 250 nghìn nha. 250 nghìn nha. Một giò long tu xuân như thế này. Thuần rồi nha các bác nha. Ok nha. 250 nghìn cho giò số 14 nha. Một giò quế trắng tháng 8 nha. Một giò quế trắng tháng 8 như thế này nha. Một bông hoa này. Hai bông hoa. Ba, bốn, năm, sáu bông hoa. Sáu bông hoa nha các bác nha. Đấy, sáu bông hoa như thế này. Một giò như thế này. Một bông nở còn là năm nụ nha.
em bán cho các bác với giá là 380.000 nha, 380.000 nha, 380.000 nha, cho giò số 15. Số 16 này, một giò quế trắng tháng 8 được 3 cái nụ to như thế này, toàn trân châu hết nha các bác nha, toàn trân châu hết nha. Em bán cho các bác với giá là 750.000 nha, 750.000 nha các bác nha. Lá này còn được 5 sen luôn, gần 5 sen, ngót 5 sen nha, tầm 4 sen 8. Nhìn đây là lá trân châu này các bác này. Đó. Cho giò số 16 nha. Em lên một giò gà tròn Lai Châu nha, gà tròn Lai Châu nha. Giò này này, số 17 này. Em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 nha, 280.000 nha. Đấy. Cho giò số 17. Đây nha, hoàng thảo Henley thì sang năm nó ra hoa như thế này cho các bác nha. Không có tí nào là màu luôn. Vàng ươm nha, vàng ươm nha các bác nha. Một giò to như thế này, em bán cho các bác có 150.000 thôi. 150.000 nha các bác nha. Cho giò số 18. Đây nha, em có một giò vôi nha. Giò vôi nha các bác nha. Thuần rồi nha. Em bán cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha các bác nha. Cho giò số 19. Số 19 cũng là số cuối của em nha. Mong được sự ủng hộ của các bác nha. À, các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh và ủng hộ em nha. Vâng, em xin chào tạm biệt tất cả các bác yêu Lan nha.